đệm gỗ, mái tôn và thậm chí cả những dây neo thuyền như thế này và rất nhiều rác thải sinh hoạt khác là những thứ mà đội kỹ thuật môi trường thuộc Ban Quản lý Vịnh Cát Bà trục vớt được trong suốt những ngày qua sau khi cơn bão số 3 đi qua. Với 5 thuyền và 20 nhân sự, hơn nửa tháng qua, các thành viên của đội kỹ thuật môi trường Ban Quản lý Vịnh Cát Bà chưa nghỉ ngày nào. Bình thường ra đến khi chưa có bão, cái nhiệm vụ chính của chúng tôi chỉ là thu gom và vớt những rác thải trôi nổi do dòng hoàn lưu vào. Thì cái lượng rác đã lọt vào khoảng từ 5 đến 7 khối trong một ngày. Sau khi bão về thì lượng rác rất là nhiều, thậm chí có những lần lên đến 2-30 khối một ngày. Thế cho nên là chúng tôi đã phải không những tăng ca mà làm thông cả chủ nhật luôn. Tại Quảng Ninh, khu vực biển thuộc thị xã Quảng Yên vẫn ngổn ngang rác. Chỉ riêng thị xã này đã có trên 800 bè nuôi hàu hà bị phá hủy vì bão số 3. Những gì còn lại của các lồng bè này giờ biến thành những mảng rác khổng lồ rải khắp mặt biển. Nó như một cái đống đồ nát luôn, cộn hết vào. Cái nọ nó trồng lên kia, nọ trồng lên kia. Hà hiếc cái nào phá phiếc, cái nào yếu là bẹp hết, cái nào cứng thì còn lấy lại một tí. Không mình nát hết. Ngày cũng khoảng tầm 30 công nhân ra làm. Một lượng lớn lồng bè nuôi trồng thủy sản vỡ, trôi dạt từ khu vực ven bờ cũng đã khiến cho lượng rác trên vịnh Hạ Long lần này phức tạp hơn rất nhiều so với các sự cố trước đây. Công tác thu gom gặp nhiều khó khăn do đặc thù vịnh biển cùng các yếu tố thủy triều, núi đá. Vâng, thưa ông Lê Đại Thắng, chúng ta cũng vừa thấy hình ảnh của một số địa phương như là Hải Phòng và Quảng Ninh 3 tuần sau bão số 3 rồi, thì nhưng mà tình trạng rác thải ở trên biển vẫn còn khá là nghiêm trọng. Vậy thì cái vùng mà Quảng Ninh hay Hải Phòng đã phải là những vùng mà hiện tại đang có cái vấn đề lớn nhất về môi trường biển sau bão hay chưa? Thực ra mà nói thì cái Quảng Ninh và Hải Phòng thì chúng ta biết là nó ảnh hưởng trực tiếp của bão và bão nó đánh trực tiếp vào hai cái tỉnh này. Nên là chưa nhìn trực diện thì là rõ ràng là Quảng Ninh, Hải Phòng là cái hậu quả rất là nặng nề. Sau bão đó thì khi mà hoàn lưu bão đi qua rồi thì là nước rút, thủy triều rút thì cái lượng rác mà từ phía trên đất liền qua cái hệ thống kênh sông rạch rồi thì đưa ra biển, đây là cũng một cái lượng phải nói là đặc biệt lớn so với cái hàng ngày thông thường mà được đưa ra biển. Vâng, tức là có thể nói là Quảng Ninh, Hải Phòng thì là trực diện bị ảnh hưởng, thế nhưng mà sau đó thì là cả một dải ven biển từ miền Bắc xuống miền Trung, đúng không ạ? Và đến bão số 4 thì đều là có thêm những cái rác phát sinh. Vâng, vậy thì theo đánh giá của cục thì cái lượng rác đợt này do thiên tai gây ra có khó xử lý không ạ? Hàng ngày mà cái lượng rác thải sinh hoạt thông thường của chúng ta đã xử lý cũng là một cái vấn đề lớn rồi. Đấy, ngay cả cái lượng rác thu gom rồi xử lý hàng ngày mà khi mà không có bão thì chúng ta biết là cái năng lực thu gom xử lý cũng chưa được đạt đến 100%, kể cả đến các cái đô thị lớn. Thế mà trong khi đó thì với cái bão ảnh hưởng như này vừa rồi đây chúng ta chứng kiến mà cái số liệu cũng đã cho thấy là cái lượng rác tăng lên khổng lồ như vậy thì là đây là một cái áp lực rất lớn mà cho cái năng lực thu gom vận chuyển xử lý rác. Nên là ngay trước mắt thì chúng ta tập trung vào chủ yếu là cái công tác thu gom để làm sao cho nó đảm bảo cái cảnh quan, và sau đó thì dần dần những cái việc xử lý này phải có mất thời gian. Ngay cả như chúng ta ở Hà Nội đây thôi, chúng ta biết là một cơn bão khi đi qua đấy, cái hệ thống cây xanh của chúng ta đổ rải rác như thế, nhưng mà cũng mất khá nhiều thời gian chúng ta mới gọi là thu dọn dẹp được. Thì cái chỗ rác ngoài biển này thu dọn nó cũng không dễ dàng gì như là trên đất liền mà chúng ta có thể triển khai ngay được, đặc biệt là cái chỗ phương tiện tàu thuyền rồi những cái địa hình hiểm trở rồi vân vân, thì chúng ta cũng là cái bài toán mà liên quan đến xử lý cũng không phải dễ dàng gì. Tuy nhiên là trong cái thời gian vừa qua thì là các cái địa phương cũng đã rất là tích cực và các bộ ngành, các cơ quan liên quan cũng đã triển khai rất nhiều các cái biện pháp để trực diện để thu gom trước mắt. Đấy, thì cũng đã đặc biệt là như là Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ thì cũng đã thu gom được khá nhiều và đến giờ này cảnh quan cũng đã gần như là có thể là trả lại cho cái vẻ đẹp. Dạ vâng, vậy thì liệu với cái lượng rác phát sinh lớn như thế và với cái năng lực thu gom, tuy là chúng ta đã có cố gắng thế nhưng mà vẫn còn rất là nhiều khó khăn, vậy thì liệu có khả năng nào mà dẫn tới một cái cuộc khủng hoảng về ô nhiễm môi trường biển hay không ạ? Có thể nói là hiện nay thì đa số những cái rác này
thì chủ yếu là cái rác vô cơ thông thường mà chúng ta nhìn thấy. Ví dụ như gỗ, những cái phao xốp thì lâu nay chúng ta vẫn gặp thường xuyên, nó không phải là cái loại gọi là chất độc hoặc nguy hiểm. Thế thành ra là cũng là một cái mà chúng ta cũng không để lại những cái hậu quả đáng ngại liên quan đến khủng hoảng môi trường mà chúng ta lo ngại cả. Giờ những cái vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường biển thực ra nó xuất phát ở rất nhiều cái yêu cầu và cái thực tế. Hay như là cái vấn đề đầu tư về các cái xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì ta có cái hành lang. Thế đồng thời nữa là cái đầu tư về vật chất, trang thiết bị, nhân lực cho cái này. Thì đối với biển thì nó rất là có thể nói là nó phức tạp hơn nhiều so với cái công tác ở trên đất liền. Hiện nay thì phía Cục Biển Hải đảo Việt Nam cũng như là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng có cái sự phối hợp rất là chặt chẽ với các đơn vị thực thi chấp pháp trên biển này, và có cái quy chế phối hợp rất là rõ ràng và hoạt động rất là tích cực. Thì lâu nay cũng đã triển khai được rất nhiều những cái nội dung này và cũng rất hiệu quả. Và hàng năm thì chúng tôi cũng vẫn thường xuyên là tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để đạt được những cái nội dung này. Thế còn lại thì trong cái quá trình mỗi năm có những cái nội dung liên quan thì chúng tôi lại có những cái đề xuất, có cái phương án cho những cái thời kỳ tiếp theo. Vâng, chúng ta tháo gỡ dần những cái khó khăn đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, ở khu vực ven biển là nơi đang phải chịu nhiều tác động do rác thải. Trong đó tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên biển và ven bờ biển thì đang có xu hướng gia tăng đáng báo động ở Việt Nam. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới vào cuối tháng 7 vừa qua thì tại Việt Nam, chất thải nhựa chiếm tới 94% tổng lượng rác thải được tìm thấy ở các khu vực ven sông, ven biển. Trong đó thì 60% các loại rác thải là nhựa dùng một lần. Những người này đang lượm vỏ sò biển. Chỉ những ngày sóng to mới có vỏ sò như vậy. Nhưng sóng vào đến đâu thì rác cũng theo vỏ sò vào bờ đến đấy. Rác trên bờ, rác dưới biển. Lâu dần người dân đã quen với cảnh như thế này. Rác này ở đây nó bỏ không có, mà ở ngoài biển nó trâu vô không có. Ở ngoài kia, ở hỏi ra trời kia thì nó trâu lên, trâu ở bên kia trâu xuống lại. Không biết rồi. Thời gian này nhiều km ven biển ở khu vực phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết cũng phải hứng chịu hàng chục tấn rác từ biển dạt vào bờ, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới môi trường biển. Dù có cố gắng tổ chức thu gom đến mấy, thì lượng rác này vẫn không giảm. Chúng tôi cũng đã có một cái bộ dữ liệu khá đầy đủ của 11 khu bảo tồn biển, có khoảng 90% thành phần rác là rác thải nhựa. Trong 90% thành phần là rác thải nhựa thì có từ 40 đến 50% là có rác thải nhựa có nguồn gốc từ hoạt động thủy sản. Thế nhưng nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ về phân loại, thu gom và xử lý rác trong lĩnh vực đánh bắt hải sản và tại các khu dân cư và đô thị ven biển, thì trong tương lai không xa, rác biển sẽ nhiều hơn cá. Vâng, thưa ông ạ, chúng ta cũng vừa nghe trong phóng sự vừa rồi đấy ạ, rác biển sẽ nhiều hơn cá. Đây có thể nói là một lời cảnh báo về một tương lai không xa nếu như chúng ta không hành động sớm. Vậy thì theo ông, biện pháp lâu dài để chúng ta có thể đối mặt với cái lượng rác thải và đặc biệt là rác thải nhựa trên biển là gì ạ? Thực ra đây là một cái bài toán rất khó và bài toán rất là phức tạp mà đòi hỏi cái sự tham gia rồi sự tích cực của tất cả các cái bên liên quan. Cần phải nên dựa vào cái gọi là tiếp cận theo quy hoạch không gian, dựa vào cái rủi ro. Cái nội dung này đã được tích hợp và xây dựng đưa vào trong cái quy hoạch không gian biển quốc gia. Và tới đây có một cái quy hoạch nữa là cái quy hoạch quản lý và khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, thì cũng đang được xây dựng và đang được trình để thẩm định để thông qua. Thì khi mà triển khai thực hiện được những cái quy hoạch này tốt rồi thì là tất cả những cái rủi ro mà các cái cộng đồng dễ bị tổn thương thì hoàn toàn ta cũng trước mắt là cũng có thể hạn chế được. Và khi mà xảy ra một cái vấn đề sự cố hoặc là một cái yếu tố bất lợi như cái cơn bão vừa rồi thì chúng ta một là cũng hạn chế được cái hậu quả, thứ hai nữa là những cái khu quy hoạch của chúng ta có rồi thì nó cũng tiện trong cái việc là xử lý và đem lại những cái hiệu quả tốt hơn, hạn chế được những cái ảnh hưởng tiêu cực hơn. Vậy thì theo cái đề án cũng như là theo cái khảo sát và nghiên cứu của cục thì những cái khu vực như thế nào thì được gọi là dễ bị tổn thương nhất ạ? Thế như những cái vùng mà liên quan đến cái vùng bè khu vực hiện nay đang bị ảnh hưởng của nước biển xâm thực rồi sói lở
rồi những cái khu vực mà liên quan đến có cái hệ đa dạng sinh học nhiều lớn, khu bảo tồn, thế rồi các cái khu dân cư, khu đô thị ven biển, rồi những cái là những cái nơi mà có thể nói là những cái chúng ta cần rất hết sức quan tâm và để hạn chế được những cái ảnh hưởng của tiêu cực của những cái biến đổi khí hậu rồi nước biển dâng ảnh hưởng môi trường. Vâng, thế thì có thể thấy là toàn bộ cái khu vực ven biển của Việt Nam dọc chữ S đấy thì đều có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và những tác động khác đúng không ạ? Hoàn toàn là có nguy cơ và chúng ta không thể chủ quan được bất kỳ với những cái, nhất là cái tình hình thời tiết nó bất lợi như diễn biến trong cái thời gian gần đây. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông Lê Đại Thắng với những thông tin chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị, ô nhiễm môi trường biển là tác nhân hàng đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, đe dọa hệ sinh thái biển, nguồn lợi hải sản, từ đó tác động đến sinh kế của hàng triệu ngư dân Việt Nam. Thực trạng ô nhiễm môi trường biển còn là thách thức trong triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam. Hậu quả đã quá rõ ràng như vậy, nhưng điều quan trọng là phải biến nhận thức thành ý thức tự giác và hành động cụ thể, thiết thực ở mỗi cấp, mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp và từng cá nhân. Có như vậy mới giữ gìn và bảo vệ được môi trường biển, nguồn sống và không gian sinh tồn vô cùng quan trọng của con người và là nền tảng cơ bản cho phát triển bền vững.